Giải thưởng đó
là cánh cửa lớn mở các con đường sáng tạo văn học nghệ thuật của nhà thơ, nhà văn Nguyễn Phan Thanh. Và hôm nay trên con đường của sự sáng tạo vì con người, vì cái đẹp, cho đến phút cuối cùng của cuộc đời mình, trong cuộc đời sáng tạo của mình, nhà thơ, nhà văn Nguyễn Phan Thanh đã để lại nhiều tác phẩm, các thể loại thơ, tiểu thuyết, truyện vừa, truyện ngắn, báo chí và ca khúc như Ngôi Sao Tuổi Thơ, Cô Gái Đầm Sen, Quả Lạc Thiên Nhiên, Cuồng Phong, Hoa Mạng Lan, Hoa Sữa, Hạ Lộc, và biển ca khúc Nhạc Và Lời của Nguyễn Phan Thanh. Với sự sáng tạo của mình, mọi người tương tư, nhà thơ, nhà văn Nguyễn Phan Thanh đã được trao giải thưởng văn học uy tín của Tuần Báo Văn Nghệ, Hội Nhà Văn Việt Nam, một tạp chí Thế Giới Mới. Một số tác phẩm của ông đã được giải cho nhà trường nhiều cấp, nhưng giải thưởng lớn nhất dành cho ông cho đời và ngay cả sau khi ông rời bỏ thế gian này là giải thưởng của những con người yêu văn học nghệ thuật Việt Nam. Nhà thơ, nhà văn Phan Thanh không chỉ đóng góp cho nền văn học Việt Nam hiện đại bằng chính tác phẩm sáng tác, bằng lương tâm nhân cách và sự sáng tạo kỳ diệu của mình, mà còn đóng góp như một bà vợ xuất sắc, tinh tế, đầy trách nhiệm, đầy quản lý cho nhiều tác phẩm văn học Việt Nam ra đời trong thời gian ông cương vị một biên tập viên cũng như giám đốc ở biên tập nhà xuất bản của Nhà Văn Việt Nam và Nhà Xuất Bản Dân Trí sau này. Quý vị chỉ quan trọng cho anh nhà xuất bản, ông đã đóng góp phần vô cùng quan trọng của mình vào công cuộc đổi mới nền văn học Việt Nam hiện đại. Nhà thơ, nhà văn Phan Thanh là một tác giả viết nhiều thể loại và thành công cho rất nhiều thể loại mà ông sáng tạo. Đấy không chỉ tài năng của ông mà bởi ông không chọn được thể loại riêng biệt nào. Ông chọn tất cả những gì có thể mang lại cho ông cơ hội tốt nhất để vời khai cái đẹp, để sẻ chia và cảm thông với những người, để lên tiếng điều bất công trong xã hội, để xã hội bằng lòng cũng rất vui vẻ để cuộc đời còn biết bao khó khăn và đầy thách thức. Trong năm tháng chiến tranh, trước đe dọa bom đạn và cái chết, những câu thơ của ông đã vang lên như một bản tuyên ngôn tình yêu bất diệt của con người Việt Nam, là niềm kiêu hãnh của đất Kim Bắc, cũng là niềm kiêu hãnh của bản của dân tộc. Làm quan họ quê tôi những năm con đi rồi, con về vẫn ăn trầu, chỉ cả tơ màn huyền anh hai ngồi đẹp lại quan họ về trao thêm những vần thơ ấy cùng với âm nhạc của cố nhà thơ nhà sĩ Nguyễn Trọng Đạt đã vang lên bằng tình cảm lãng mạn và yêu anh con người Việt Nam trước mọi đe dọa, kể cả cái chết. Tất cả những gì ông đã sáng tạo và để lại cho bạn học là được trái tim luôn ngập tràn tình yêu thương mãnh liệt và khát vọng lớn lao. Đó là yêu thương gia đình bề ngoài của mình, yêu thương bản thân biển của mình, yêu thương sự phía bắc của mình và yêu thương chính tổ quốc mình. Chỉ như thế mới hiểu vì sao trước mọi khó khăn thách thức trong cuộc đời, trong công việc và cả thân nặng bệnh nặng, ông luôn luôn nở nụ cười trong ngày để cùng chia sẻ với người thân, bạn bè và bạn học đến thăm ông. Hôm nay được em sợ hãi trong mắt ông, trong giọng nói ông và ông vẫn nói nên từng nói trong suốt cuộc đời mình với một đức tin mãnh liệt những điều tốt để con người sẽ hưởng trong tương lai. Bởi ông đã hiểu mẹ sống chuyện này, bởi ông hiểu là những tích cực của một kiếp người và bởi ông hoàn thành sinh mệnh con người với gia đình, giàu tộc, quê hương và sức mạnh cao cả của một nhà văn với con người và tổ quốc mình. Cuộc sống của con người, mọi người đều phải đi qua với biết bao điều tốt đẹp, những đầy những bất chắc, những phiền muộn và đau khổ như mọi người mới sinh ra trong cuộc đời này. Nhà thơ, nhà văn Nguyễn Phan Thanh đã đi trên con đường ấy như ông đi tấm lòng đêm nay. Trái tim yêu thương trong sáng của quả cảm
quê hương